Rồi, xin chào anh em đã quay trở lại kênh của Tuấn Moto tiếp tục nha. Hôm nay Tuấn Moto tiếp tục giới thiệu cho anh em chiếc Honda Shadow 150 nha. Honda Shadow 150 nha, dòng xe rất là lịch lãm nha, rất là đẹp luôn. Dòng xe này rất là nhiều người thích nè, rất là người tìm, nhưng mà dòng xe này rất là hiếm nha. Đa số một phần có xe là người ta để người ta đi không, người ta ít bán nha. Đó, hôm nay Tuấn Moto là giới thiệu cho anh em một chiếc Shadow 150 dòng xe Honda nha. Dòng xe nhập khẩu nha anh em, Honda nhập khẩu thì anh em khỏi phải suy nghĩ rồi. Về chất lượng của nó thì quá ok luôn. Nào mày nói về độ xài của nó thì xe này là nguyên rin nha. Không độ chế, không thay ốc, không làm bất cứ cái gì nha. Còn nguyên rin 100% nha. Kiến hậu, kiến đồ là còn rất mới. Đó. Đồng hồ chronometer của nó, đời xe này là đời 2014 nha. Đồng hồ chronometer của nó thì chạy mới 10.000 cây. Đó, rất là chất lượng. Đó, anh em để ý. Đó, mới chạy có 10.000 cây, đồng hồ chronometer lẫn lên đền thường, đầy đủ, rất là chất lượng. Đó. Xe Shadow 150 thì giới chơi xe thì quá hiểu rồi, vì mấy dòng xe này thì quá chất lượng rồi, Honda thì khó phải bàn luôn, có phải suy nghĩ về chất lượng của nó. Anh em đi phượt là đi vô tư, từ Bắc tới Nam, rất là ok. Em sẽ giới thiệu sơ lược một phần cho anh em xem. Xe của nó là đời 2014. Em thấy là vỏ là còn nguyên rin, nhông xin đĩa là còn nguyên rin nha. Chưa nhông xin đĩa là chưa thay luôn, vỏ trước vỏ sau là còn nguyên rin hết. Đó, em quay trên xe anh em có thấy lai một con ngốc là anh cho xe luôn. Xe này là nguyên rin 100% nha, máy móc là chưa mở, chưa làm gì luôn nha, rất là đẹp. Nước sơn của nó quẹt là còn nguyên luôn. Anh em để ý nè, đó. Thấy nước sơn quẹt không? Rồi còn nguyên rin luôn, máy móc là nguyên rin chưa mở. Xe này thì quá chất lượng rồi, đồng hồ của nó thì mới chạy có 10.000 cây. Và giá của nó cực kỳ dễ thương luôn, giá của nó 43 triệu, anh em nào mua thì nhanh tay liên lạc liền. Và giá của nó là 43 triệu, anh em nào mua thì nhanh tay liên lạc theo số điện thoại thường lệ của Tuấn Ô Tô là 0369 669 659 nha. 0369 669 659 đó. Kiến dưới hậu rồi tất cả các thứ rất là đẹp, rất là sáng, sơn si rồi là nguyên rin hết. Mấy dòng này thì hợp rất là nhiều lứa tuổi. Đó. Nhông trên đĩa này, em nè, để ý nè. Nước sơn này là còn nguyên rin luôn nè. Thấy chưa? Nguyên rin này, nhông trên đĩa là nguyên rin chưa mở luôn nha. Nhông trên đĩa là còn nguyên rin luôn, chưa mở, còn dưới sơn luôn nè. Anh em để ý nha. Đó, xe này là nguyên rin 100%, chưa mở, nhông trên đĩa là còn nguyên rin luôn. Đó, anh em để ý đây, đó, thấy chưa? Rất là chất lượng. Đó, giá của nó chỉ có 43 triệu thôi. Honda Shadow 150, dòng xe mẫu này thì khỏi phải suy nghĩ đi. Đó. Mẫu cua còn nó còn cái giấy màu xanh luôn, anh em để ý đó, rất là chất lượng đó, máy móc này. Này là máy rin 100% nha, chưa sửa chữa gì nha, máy rin 100%. Máy của nó anh em chạy hầu như là không nghe một cái tiếng gì luôn, không nghe tiếng máy nổ, rất là nhỏ luôn vì bô nó rin đó, không con ốc này còn quạch sơn luôn rồi. Em thấy con ốc là gần số không? Còn quạch sơn luôn, nguyên rin, rất là đẹp. Đồng hồ của nó thì đây, nắng quá. Đây là bố số nè, số 1, 2, 3, 4, 5, anh em chạy bao nhiêu lần nó bố trên này cho anh em bấy nhiêu. Đây là số 1 nè, một lần là số 2, rất là dễ. Số 1, số 3, số 5, rất là dễ, cái này là số mát. Cái này là số móc nè anh em, số 1 trước 2 3 4 5 móc lên, đồng hồ của nó là nguyên rin, rất là đẹp luôn, chìa khóa này nguyên rin luôn. Đó, anh em để ý, rất là đẹp, rất là chất lượng. Đồng hồ thì mới chạy có 10.000 cây. Vỏ
trước chở sau là còn nguyên riêng hết nha, chưa sửa chữa chưa làm gì. Đồ xi đó rất là sáng, xe này là không có tái ngã gì hết, rất là chất lượng. Anh em chuyên bán rất là nhiều dòng xe mô tô nha, anh em nào mua thì ghé ủng hộ nha. Hoặc tới địa chỉ cửa hàng là 262 đường Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh để xem xe nha. Chiếc xe đao này rất là chất lượng nè, xe này rất ít đi, xe này hầu như là chủ xe là để nhà không có chạy luôn, trùm mềm luôn. Rất là chất lượng, anh thấy máy móc rất là ok luôn. Xe này không mua thì các em không nghĩ không biết mua xe gì luôn. Vì nó quá chất lượng, quá riêng. Đó, anh em nào mua thì nhanh tay liên lạc cho em theo số điện thoại là 0369669659. Và giá của nó là 43 triệu nha. Giá của nó là 43 triệu, xe cực kỳ đẹp luôn. Anh em mua về chỉ có việc đổ xăng chạy thôi, không cần làm thêm bất cứ gì luôn. Rất là chất lượng. Máy móc xì xí này em sẽ tới tiếng máy nổ cho anh em nghe. Bô của nó này nguyên rinh luôn. Đuôi của nó rất là đẹp, đuôi xe đạp rất là đẹp luôn. Kiểu dáng rất là đẹp. Cái này những người hơi lớn lớn tuổi là sử dụng quá ok luôn. Cái này là rất là lợi xăng nha. Anh em chạy từ tầm 50 cho tới 55 cây số một lít xăng nha. Xe này là nguyên rin nên rất là lợi xăng. Rất là chất lượng, còn tem luôn. Còn tem luôn. Anh em nào cảm thấy xe hay, video hay thì bấm like hoặc đăng ký giùm em nha. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh nha. Video sau em sẽ đưa lên một chiếc Suzuki thể thao GXX nha, 150 nha. GXX 150 dòng xe thể thao cho thanh niên nha. Anh em nào muốn xem video sau thì bấm đăng ký kênh nha. Anh em nào đăng ký kênh thì bấm like hoặc chia sẻ giùm em nha. Em cảm ơn rất là nhiều. Video sau em sẽ đưa lên một chiếc Suzuki GXX nha, 150. Xe đời 2018 rất là đẹp luôn. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh đi để theo dõi video sau. Anh em nào đăng ký kênh thì bấm like giùm em hoặc chia sẻ kênh nha.